Ok, và hello tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Thì nay mình sẽ tiếp tục series con heo Tacker nhé. Ok, tập lần trước là mình tới đâu rồi ta? À, tới em quỷ điếm rồi. Bây giờ là tiếp tới lại ôn nàng thiên thần hiếu kỳ à. Ok, thì trước khi vào video mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé. Và cách like và share trên tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký, nhớ bấm vào đăng ký đi nhé. Đá qua đây. Ơi. Ơ, nó nhạy quá, nó đá mất lượt của mình rồi. Không lấy được dòng ký tự luôn. Azrael, nàng thiên thần hiếu kỳ. Ôi trời ơi, tại sao lại có một con người lanh quanh dưới địa ngục kỳ lạ quá vậy? Em này thì em thuộc giống loài khác, cho nên là bây giờ là mình phải quyết đoán. Mình nói là mình đang đi tìm quỷ, thì từ đầu tới game là mình cũng đang đi tìm quỷ mà. Đó là mình quyết đoán. Đúng rồi đó, vậy mới chính xác chứ. Hóa ra là em này là em đang nghiên cứu về quỷ. Cho nên là em mới xuống địa ngục để em nghiên cứu quỷ. À, thôi thì chắc phải chơi lại. Đá con này. Không đá, thế là bậy, đá thế là bậy. Làm sao ta? Ồ, những cái điểm này khá khó nha. Ví dụ mình đá trước bên này đi. Cái này thì cũng không khác gì mấy. Ok, không đá được kiểu hết. Không đá được. Cái này tốt lên con này. Khó. Ok, mình sẽ suy nghĩ kỹ đã, sau đó là mình giải sau. Ok, ấy da. Ok, nãy là mình ham, mình đã chết cái con kia quá. Không được. Đúng rồi, nhưng mà đá làm sao để vượt qua được bên kia. Đá cái này lên nè, rồi đó đá con này chết. Thì là không đá xuống.
Tự nhiên là mình đá đúng rồi. Vậy đá cái này, sau đó đá con này, đá cái này lên. Ui, vậy là mình dư thừa một bước nào đó ở xung quanh chỗ này. Đá này lên, đá con này qua đá. Đấy, dễ ngay. Chết tiệt. Cô nàng Nguyễn Ngầu. Nè ông kia, ông vừa giải đố được phòng này, đỉnh thế. Tự nhiên rồi, anh mà. Ô, hai câu đều hỏi là có muốn vào hay không, chắc là hai câu nó đều cùng một nghĩa, chắc là hỏi kiểu gì là em ấy cũng ok thôi. Anh kiếp menu á, nó dễ quá mà. Nó dễ quá mà, nhưng mà anh phải chết cả chục lần. Để sao đây? Lên 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 lên. Suốt easy nha. Em nào đây nhìn cũng ngầu thế. Lucifer luôn, COO của địa ngục. Cuối cùng hai ta đã được gặp nhau. Ok. Lucifer đòi mình là trao linh hồn. Và mấy bạn biết không, tuyệt đối là không bao giờ được trao linh hồn cho quỷ. Hoặc là mình chọn khâu dưới là mình chết, ai biết được, chọn đại thôi. Ok, hên quá mình sống. Và Lucifer bắt đầu là suy nghĩ. Người đang cố đạt được điều gì vậy? Ngươi đừng nghĩ rằng là có hứng là cứ bắt nô, bắt quỷ hay là nô lệ của ngươi nha. Ok, thì sẽ có hai câu. Một cái câu là gọi là chủ nhân nó hơi kỳ. Đặc biệt là khi mà em lại có hai thằng đồ đễ đằng sau nữa. Cho nên là anh có thể làm cà phê với lại bánh kép cho em, nếu như mà em thích em về bên anh. Đấy, dễ ngay. Các bạn chọn con kia là chết với mình ngay, tại vì hai đệ tử nó đứng xuống ở đằng sau lưng mà. Chọn bậy là nó quýnh mình chết. Hay là bất kỳ đâu cũng vậy. Sau đây cổng địa ngục hả, đi ra ngoài thôi. Yeah, hình như mình sai rồi. Muốn lấy chìa khóa này chỉ có đường này thôi. Ôi, mấy này suy nghĩ nhiều quá. Màn nào cũng khó hết. Ok. Xuống. Nhiều mình sai nữa rồi. Trời ơi. Đừng để bị mất một lượt là coi như lại. Đấy, lấy được chìa khóa ngay. Bây giờ là ra được khỏi địa ngục rồi. Tại cái cổng kia là cổng địa ngục rồi. Và ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua thiệt hại cho ngươi đã gây ra sao? Mình lấy được rồi mà tại sao lại chết? Ta mới bắt được ngươi thôi, đừng hòng có một cái chết gọn lẹ. Wow, mình chết rồi và em ấy vẫn muốn là tra tấn mình, giết mình thêm. Cho mình hả, đứng tối cao hả? Ôi, giờ sao đây? Wow, khác với lại những màn chơi trước. Thì những màn chơi trước là màn chơi giải đố. Còn màn chơi này chủ yếu là né. Ấy, đâu? Ôi ôi. Nó vừa nhanh mà nó còn
ấy nữa, liên tục nữa. Khó nha. Chắc là mình không có né gì gì cho xa, đứng một chỗ thôi, khi nào nó chớp ở chỗ mình. Ok, qua được màn đầu. Tao hỏi ngươi thấy cỗ máy tội lỗi thế nào? Khá là kinh dị đấy. Chà, chết, mình nói là mình tốt nhất là nên đầu hàng ngay bây giờ đi. Ôi, mới có phay đầu thôi, những kiểu gì chả có phay hai. Đâu vậy? Ra đây. Ok, thắng được phase 2 rồi. Phase 2 là mình vượt qua đẩu á. Ok, Lucifer ngăn rồi. Lucifer nói lại. Ôi, Lucifer ngăn mà con này nó nói là không có cái thẩm quyền nào có thể cao hơn được cái sự phán xét của nó. Ôi, không ai thèm nghe Lucifer luôn. Thế là mình đã có phase 3. Đâu. À. Đâu thế? Khó lắm, không phải giỡn đâu. Ừ. Giờ sao đây? Nó sẽ có hai sở thích nhưng mà nó à ơi. Cái ngàn đôi đúng không? Cái ngàn đôi ao. Oh, không, cái ngàn đôi là sẽ ý sẽ tới một cái ngang nữa thì mình mới chui qua được đó. Ngươi nghĩ là ngươi có thể thoát khỏi cuộc xích đó? Ngươi biết đấy, càng nhiều hy vọng thì ngươi sẽ càng thất vọng đến tuyệt vọng. Ôi, đừng có nói là phase 4 nha, phase 4 thì hơi mệt á. Phải cơ trưởng đàn quỷ dục vọng, nếu biết trước chuyện này xảy ra thì mình đã chơi anh ấy ngay và luôn rồi. Máu nhờ. Ok, hai câu này là câu khen của em, chắc là khen trang phục của em đi. Tại trang phục của em nhìn giống kiểu quân đội á, nhìn nó ngầu. Lão toét, ngươi nghĩ là ngươi sẽ, ta sẽ tha mạng cho ngươi nè. Dạ, dạ anh cũng thích lên những cái bộ móng vuốt nữa. No, phase 4 à. Không đùa chứ. Ôi ôi. À. Đâu. Trời ơi, còn một mạng nha. Phải 4, ghê quá. Thôi,
chết rồi. Chưa gì vô mà đã ăn cái đầu tiên rồi. Chơi cái gì bời gì nữa. Cái đầu là phải né nè, tại vì nó ở giữa. À. Ôi ơi. Kiểu như là nó giật ấy, nó giật ở cái khung giữa rất là nhiều. Né không kịp chứ. À, chưa gì mà mất hai giọt rồi thôi. Ok, mình đã vượt qua được khúc đó. Mình còn một giọt máu. Phải suy nghĩ cho kỹ, nhìn cho cực kỹ. Ok, mình sẽ nhìn qua những cái điểm này để xem nó như thế nào. Bên dưới, bắt đầu từ bên phải trước nha. Bên phải, bên trên. 1, 2, 3, 4. Ok, sẽ có một cái chữ thập. Vô. Đó là cái bên dưới. Cái dọc nè, cái ngang. Rồi một cái chữ thập. Cái dọc, cái ngang. Cái chữ thập. Ờ. Okay, đi lại. Ok, thì cuối cùng mình cũng thắng rồi. Chọn thôi. Khen em. Ok, mày nói là không giết mình nữa rồi, đỡ quá. Hên quá. Vậy mày kêu mình là sẽ biến khỏi đây đuổi, nhưng mà anh sẽ đi ra khỏi đây nếu như mà em chịu đi theo. Hay quá, cuối cùng mình cũng xử lý được em chết mình. Ôi, biết bao nhiêu lần em muốn giết. Ok, thì cuộc hành trình của mình đã kết thúc rồi. Và mình đã thu thập hết tất cả các em gái ở dưới cái địa ngục thành công. Cho nên là bây giờ mình có tên gọi là Hell Taker. Nhưng mà cuộc sống cũng chả sung sướng gì hơn cả. Bạn nghĩ sao mà kéo thêm em harem, kéo thêm một cái dàn harem mà toàn là quỷ không? Làm sao sống khỏe cho được? Lucifer có vẻ khá là thích ăn bánh kép nhờ. Em vừa mới làm xong dĩa bánh kép rồi nè. Ngon quá đi. Ok, anh sẽ phụ em nha. Ừ, không có gì đâu. Cơ mà em vẫn chưa hiểu là tại sao anh có thể nấu bánh mềm tới như vậy. Cái đó là kỹ năng đấy. Không phải ai cũng có thể nấu được bánh mềm như anh đâu. Bây giờ mình sẽ đi phát bánh kép cho mọi người. Bánh kép này em. Em đang quỷ dục vọng chắc chẳng hề quan tâm tới mình tí nào cả. Em đang đọc truyện hài hước lãng mạn đấy. Em chưa bao giờ nghe đến khái niệm lãng mạn cả. Với dục vọng mà làm sao mà nó dục vọng được. Cho nên là thứ này kích thích em nhất từ trước giờ. Không lẽ mấy lâu nay em làm sai phương pháp không? Thế em có muốn hẹn hò với nhau không? Em nghĩ là không sai mà. Anh thực sự là một tên biến thái. What the hell. Chỉ mới là hẹn hò thôi mà. Ok. Em này hỏi mình là tại sao lại không tháo kính ra. Và anh hỏi em y chang được không thì
Hóa ra em ấy bị mù à, cho nên là em ấy lúc nào cũng đeo kính. Còn mình thì hỏi lại mình là tại sao lúc nào mình cũng đeo kính. Mình nói là để ngày khác nói. Hóa ra nó đặt cược mình à, tưởng mình là Superman là mở kính ra. À không, thằng Cyclops chứ, Cyclops trong X-Men á, mở kính ra là sẽ bắn laser. Phải ghê, em ấy cược cà phê bánh kép. Ôi, hóa ra em ấy là thuộc dạng là nàng quỷ tàn bạo rồi. Nhưng mà em ấy có hai mặt, một cái mặt là em ấy làm việc nhiều quá em ấy đuối, cho nên là em ấy rất là uể oải. Mà khi giờ em ấy khỏe lại rồi em ấy trở thành quỷ tàn bạo. Ôi, em ấy còn đòi chặt những ngón tay của mình nữa chứ, nếu như mà mình không có chăm sóc em kỹ càng. Ôi, y hệt như Cinderella luôn. Bây giờ em nghĩ khó tính này thì em lại bực mình khi mà chơi game chiến thuật. Ok, cần thêm rượu. Bánh kép nè. Hỏi là... Em hỏi mình có bật lửa không? Rồi mình nói không có hút thuốc trong nhà. Đúng rồi, hút thuốc trong nhà là sẽ bị dễ gây cháy nổ. Nhưng mà tôi cứ hút đấy thì sao? Ông tính trừng phạt tôi à? Thích thì nhích đi ông già. Phải cái trưởng. Ok, em muốn anh trừng phạt em phải không? Đuổi ngay. Láo nhỉ. Nhà của mình nữa chứ. Bánh kép nè. Em này thì bắt đầu là hoang mang với sống ở đây bao lâu rồi, mình ở được vài tuần rồi. Cảm giác như là vài tháng trôi qua ấy nha. Vậy cũng chữ. Và mặc dù là sống ở đây lâu nhưng mà cái công trình nghiên cứu của em thì vẫn chưa tiến triển được. Bánh kép nè. Tụi em nghịch dại rồi, tụi em nghịch cái gì? Nghịch cái gì mà có xe cảnh sát ở bên ngoài nữa? Ôi rồi ôi, quải coi em này máu nhờ. Cảnh sát tới thăm nhà đòi xử lý luôn cả cảnh sát. Thôi, xử lý cảnh sát là bị truy nã toàn quốc đấy. Mở cửa ra cảnh sát đây. Ok, mở thôi. Mời cảnh sát ăn bánh kép. Giờ cảnh sát, chúng tôi hỏi anh câu. Câu gì? Hết. Ok, thế là ending game. Nhưng mà game này còn một cái cốt à, là một cái secret ending nữa. Thì mình sẽ skip qua khúc này để mình bật lại nhé. Ok, thì đây đây à, sẽ có những cái ký tự. Mình sẽ đứng ở giữa này trước đúng không? Đầu tiên là xuống, sau đó lên, qua, lên. Rồi qua bên trái, xuống xuống. Qua bên trái, xuống xuống. Rồi đó lại tiếp tục qua trái rồi lên, rồi lại xuống, rồi lại qua phải rồi lại lên. Đầu tiên là qua trái nhé, sau đó lên rồi lại xuống, rồi qua phải rồi lại lên. Mở cửa thành công. BR-Virus, rồi vĩ đại. À, hóa ra là cái con BR-Virus mà lúc đầu game vào đây. Xin chào, ta tên là BR-Virus. Cậu được chọn là vua địa ngục đúng không? Đúng rồi, sao mà người biết điều đó? Thế thì ta sẽ trở thành người hầu trung thành của cậu. Wow. Beroviro là chúa ruồi, là một trong những hoàng tử địa ngục canh giữ cùng với lại Lucifer tới 7 hoàng tử địa ngục luôn mà. Ôi vậy cái chữ chửi thề nữa nhé. Lucifer thì khá là ghét tại vì căn bản là Lucifer lúc đầu là thống trị mà. Giờ sau thì Beravirus muốn lên chiếm ngôi thôi. Bạn cũ của em à, đừng tin lời Beravirus nha. Cô ta là loài nguy hiểm nhất, đó là lý do mà cô ta bị nhốt trong cái vực sâu thẳm đấy. Họ chết tuyệt chừng. Hồi xưa cô ấy cũng là đứng tối cao đấy. Ôi, nếu mà anh bước qua cánh cổng ấy, không những thân xác và linh hồn anh còn bị nhốt ở đó mà chả có gì tốt đẹp với anh đâu. Wow.
Khi nào ăn xong rồi em sẽ đóng cánh cửa đó cho. Hồi qua thôi, tại mình kết thúc dàn harem rồi thì bây giờ là mở cái kết thúc mới. Xung quanh bạn là một không gian trống rỗng. Hỏi là mình đang ở đâu? Ok, mình cảm thấy đang nằm trên giường bệnh như đau ốm rồi. Mà chưa chết, chính xác hơn là không thể chết rồi. Nghe tiếng vo ve, kiểu tiếng ruồi á. Cái gì nữa đây? Ủa gì vậy? Cậu, tại sao cậu lại ở đây? Tôi thực sự không ngờ chuyện này luôn. Tôi cứ tưởng là Lucy đã cảnh báo cậu rồi. Không lẽ cậu... thực sự tin vào cái câu chuyện về chiếm ngôi. Dù sao thì hai ta cũng kẹt ở đây rồi, có thể là mãi mãi về sau luôn đó. Wow, hóa ra là Berberis cũng là một em gái và biến thành dạng người thì khá là ngon. Là sẽ có hai kết thúc, một là kết thúc harem, hai là kết thúc là một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng. Hóa là thế, game này cũng nhiều thông điệp nhờ. Cho em ăn bánh kép và cuối cùng mình cũng chinh phục được em luôn. Tính ra thì chắc là do mình không nghe chịu nghe lời Lucifer, cho nên thế là Lucifer chắc cũng chả đến vô đây để cứu mình về đâu. Chỉ có hai kết thúc khác nhau thôi. Ok thì chắc là video này mình cũng dừng lại tại đây nhé. Nếu mà bạn nào thấy hay nhớ để lại một like và share. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé. Vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt. Bye bye.